Xin chào anh em, Top Game lại quay trở lại rồi đây. Không cần phải nói thì bạn cũng biết, trong năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí trên nền tảng di động đã có những bước phát triển nhảy vọt thần sâu, với vô số sản phẩm chất lượng trải dài trên nhiều thể loại khác nhau. Và cứ mỗi ngày trôi qua, thì lại có thêm biết bao nhiêu là sản phẩm game mobile mới, từ game nhập vai hành động cho tới chiến thuật thẻ bài, với đặc điểm chung là chúng được đầu tư rất lớn từ đội ngũ sản xuất, trong cả khâu đồ họa âm thanh cũng như lối chơi, vừa để tạo nên trải nghiệm chất lượng cao cho chúng ta, vừa gây dựng tên tuổi cho bản thân những nhà phát triển. Vậy nên đi cùng với sự ra mắt ồ ạt game mobile như vậy, thì việc tìm kiếm và lựa chọn những con game đáng chơi cũng là bài toán khó khăn cho những ai không có nhiều thời gian. Và để giúp bạn tìm ra chính xác những cái tên mình muốn trải nghiệm, thì đây là video tổng hợp toàn là game miễn phí trên di động, đang được đông đảo cả game thủ Việt Nam lẫn quốc tế săn đón, đã vừa cập bến sân chơi của chúng ta trong tuần vừa qua. Và để biết đó là những sản phẩm với chất lượng như thế nào, thì ngay bây giờ hãy cùng với mình đi vào khám phá nhé. Zombie State là game bắn súng góc nhìn thứ nhất kết hợp roguelike, vừa lên kệ miễn phí trên Android, cho bạn trong vai trò một người sinh tồn. Nhiệm vụ sẽ là vượt qua thành phố đầy xác sống, phải tìm cho mình nơi chuẩn an toàn. Vậy nên mục tiêu của mỗi mạng chơi rất đơn giản, là cố gắng tiêu diệt hết thây ma và vượt qua thật nhiều cửa ải. Thế nhưng số lượng zombie sẽ ngày một tăng dần, thậm chí xuất hiện những chủng đột biến khủng khiếp, sẵn sàng quật ngã bất cứ người chơi nào. Thế nhưng nhân vật cũng không hề kém cạnh. Với mỗi lần sống còn, bạn sẽ được lựa chọn một trong ba kỹ năng ngẫu nhiên, hay thậm chí là một kho trang bị vũ khí khổng lồ, nhằm thoải mái so tài với bầy quái vật. Đặc biệt cho dù bạn chết đi sống lại bao nhiêu lần, thì game vẫn luôn mang tới những màn chơi khác nhau, từ thành phố đổ nát phân xưởng đen tối, cho tới những con đường ngoại ô vắng vẻ. Và ở đây chiến thuật không chỉ là bắn với cầu mây, mà bạn cần có chiến thuật tiếp cận hẳn hoi, còn nếu không thì coi như nắm chắc phần thua. Đây là tựa game thẻ bài giữa chính bộ manga anime Naruto mới chỉ vừa phát hành gần đây, cho chúng ta cơ hội điều khiển dạng vật quen thuộc từ Naruto, Sasuke, Sakura hay là Kakashi, trải qua từng chừng đoạn giống hệt trong truyện. Và hiện tại game có hơn 30 nhân vật để chiêu mộ. Từng tướng sẽ phân chia theo cấp độ sao và cấp độ chữ, có điểm mạnh yếu tuyệt kỹ đặc thù giống hệt nguyên tác, từ đó đảm bảo mang lại một trải nghiệm đa dạng phong phú, tùy theo lối chơi mà bạn sẽ lựa chọn. Còn gameplay của nó sẽ là màn hình ngang tự động, nhân vật sẽ chiến đấu theo lượt và tự động kích hoạt kỹ năng đặc biệt khi đủ thanh nộ. Tuy nhiên để tăng thêm trải nghiệm, hệ thống nhẫn thuật trong game sẽ gây ra nhiều dạng hiệu quả trạng thái khác nhau, từ đánh bay lên trời đẩy lùi ra sâu cho đến liên kết. Ngoài ra bạn sẽ phải ấn tượng với đồ họa của nó, rất đẹp mắt với hưởng chiêu thức tấn công mượt mà, đi kèm phong cách thẻ tướng truyền thống, sẽ tham gia từ phụ bản cốt truyện chiến đấu online, dễ dàng phối hợp cho từng chiến thuật và những trận đánh khác nhau. High Energy Hero là con game mà bạn chắc chắn không thể bỏ qua trong tuần này, là bản game mô phỏng Apex Legends Mobile nhưng được thiết kế cho thị trường Trung Quốc và châu Á. Game đã chính thức ra mắt vào ngày 21 tháng 9 và những gì mà con game này làm được là giữ nguyên yếu tố chiến đấu bắn súng sinh tồn cũng như tính năng quan trọng của Apex Legends Mobile, nhưng sẽ được bổ sung thêm nhiều yếu tố mới mẻ mang phong cách của Tencent để tạo nên sự phong phú cho trải nghiệm của game thủ. Đã vậy, đồ họa cũng được thiết kế dựa trên công nghệ Unreal Engine, với trọng tâm là độ chi tiết cao của cảnh quan dạng nhân vật. Và cũng tương tự Apex Legends, game yêu cầu kỹ năng chiến đấu rất cao, cùng với những trải nghiệm đa dạng phong phú của dàn anh hùng. Mỗi người sẽ có kỹ năng vai trò vị trí chiến thuật khác nhau, với kho súng đạn cung cấp khả năng tùy biến tự do. Và bên cạnh chế độ chơi thường, Tencent còn mang tới nhiều tùy chọn xếp hạng, từ chơi đơn, tổ đội cũng như góc nhìn FPS, là những gì mà Apex Legends Mobile đã từng có. Đây chính thức là đợt thử nghiệm lần 2 của Cap Fantasy, là game mobile phát triển dựa trên ý tưởng về những chú mèo đã được nhân cách hóa, trở thành những đặc vụ với sứ mệnh là chữa lành các bệnh cảm xúc của loài người.
và với việc sử dụng phong cách anime làm chủ đạo, đã tạo nên cho mỗi cô kẻ mèo là một cá thể riêng biệt, thì kẻ chậm chút tới từng hoạt ảnh cho bộ kỹ năng. Còn lối chơi chủ đạo sẽ là chiến thuật đánh theo lượt, chỉ cần quan tâm tới việc xây dựng và sử dụng đội hình hợp lý cho từng màn chơi mà thôi. Còn cần khéo léo vận dụng những lá bài nhằm kích hoạt kỹ năng của từng nhân vật cho mỗi nước đi. Và cơ chế này giúp cho từng màn chơi mang nhiều màu sắc chiến thuật, nhịp độ đủ nhanh để người chơi không cảm thấy nhàm chán. Và ngoài tham gia trận chiến, người chơi cũng có thể tự xây dựng cho bản thân là một thiên đường dành riêng cho những chú mèo, trở thành một con sen đúng nghĩa khi phải dành thời gian chơi đùa với mèo, thưởng thức những biểu cảm hành động đáng yêu, cũng như tham gia nhiều minigame thú vị. Đúng như thông báo từ trước, 26 tháng 9, Zoom Example đã chính thức mở bản Global Beta và đặc biệt chỉ dành cho game thủ khu vực Philippines với số lượng tài khoản tham gia giới hạn và mỗi ngày sẽ cộng thêm một số lượng tài khoản. Và điều làm cho nhiều game thủ muốn trải nghiệm con game này như vậy là bởi game tập hợp toàn là nhân vật nổi tiếng của những bộ manga anime đình đám. Đã vậy còn có thêm tiếng Anh thay vì là tiếng Trung. Game là sản phẩm hợp tác của hai ông lớn, bao gồm Dina và Susa, là đơn vị nắm giữ phần lớn bản quyền manga anime hiện nay. Vì thế chắc chắn không chỉ nhân vật từ Dragon Ball, One Piece, Naruto hay là Demon Slayer, mà sẽ còn có thêm rất nhiều bộ truyện nổi tiếng khác sẽ được đưa vào trong con game này. Còn về phần lối chơi của nó, không có nhiều khác biệt so với tốc chiến hay là vương giả vinh diệu, nhưng cuộc chiến giờ đây sẽ gây cấn hơn nhiều. Đơn giản là vì mỗi tướng đều là nhân vật nổi tiếng, với bộ kỹ năng độc đáo mà game thủ đã quen mặt. Sẽ có những tướng chuyên về sát thương hỗ trợ hay là phép thuật. Bạn có thể kết nối và chơi chung với bạn bè, từ đó tạo ra đội hình mạnh mẽ, cạnh tranh cùng với nhau để đạt vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng. Theo đó, đây chính xác là bản game remake của Genshin Mobile, là game chặt chẽ phong cách roleplay màu sắc, áp dụng đồ họa anime phải nói là vô cùng đẹp mắt, là sản phẩm sẽ kiểm tra trình độ PK cá nhân của bạn đang nằm ở mức nào. Game lấy cảm hứng từ văn hóa và những vị thần cổ đại của Trung Quốc, là một tựa game roleplay mang màu sắc manga anime. Bắt đầu bạn sẽ lựa chọn nhân vật đồng hành của mình, sau đó khám phá những câu chuyện, thông qua việc thu lượm mảnh vỡ ký ức, sẽ nằm rải rác qua từng chặng đường ở mỗi cấp độ. Và ở đây kẻ thù và màn chơi sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên, còn được hỗ trợ bởi những vật phẩm nâng cấp sức mạnh, cho bạn tạo ra từ nhân vật chuyên tấn công chuyên hút máu, hay thậm chí là thiên về kỹ năng phép thuật. Và ở đây chùm cuối cũng như những câu đố dường như có thể xuất hiện bất cứ khi nào, yêu cầu sự tập trung cao độ của người chơi. Bạn có thể kỳ vọng vào những màn solo bùng cháy với boss, hay thậm chí là có bất tận cùng với những đồng đội. Với ai muốn game chiến thuật thì có thể nghĩa qua con game này là game chiến lược RTS lấy bối cảnh nguyên thủy. Tuy là có lối chơi đơn giản, nhưng lại không kém phần hấp dẫn khi sở hữu đồ họa và cốt truyện lôi cuốn. Trong game bạn sẽ là thủ lĩnh của bộ lạc nguyên thủy, sẽ phải nâng cấp kiến trúc căn cứ của mình, cũng như rèn luyện những loại binh chủng nhằm đối đầu với kẻ thù. Ngoài ra cũng khá giống như là Call of Dragon, bạn còn phải nâng cấp anh hùng của mình với vai trò thống lĩnh từng binh chủng khác nhau. Họ đều có những kỹ năng độc đáo của riêng mình, nên sẽ cần lựa chọn binh chủng hợp lý để họ chỉ huy. Và một điểm cũng thú vị không kém là game chiến lược này thay vì chỉ là cuộc chiến trên bờ, thì còn phải chiến đấu trên biển với những con quái vật. Người chơi cũng cần khám phá một thế giới mới lạ, là nơi chỉ tồn tại những hòn đảo sau thiên tai. Những kho báu, tài nguyên và dân làng mất tích của bạn có thể nằm ở trên một hòn đảo bất kỳ, và liệu rằng bạn có thể tìm thấy được họ hay là không. Into the Void cũng là sản phẩm game bắn súng TPS đáng chú ý gần đây, nổi lên như là một con game anime vô cùng tiềm năng, với lối chơi bắn súng góc nhìn thứ ba độc đáo. Và điểm mạnh của nó chính là nền đồ họa 3D theo phong cách anime, không chỉ đem tới nhân vật cả chính cả phụ đa dạng, mà còn chăm chút cho cả môi trường cảnh quan xung quanh. Và vì thuộc dòng game TPS, nên lối chơi của nó tập trung vào kỹ năng di chuyển bắn súng, với độ khó phải nói là khá cao so với mặt bằng chung hiện nay. Quái vật đông đảo sát thương gây ra rất lớn, sẽ là một thử thách không nhỏ cho những tay súng. Ngoài ra, game cũng có khả năng tùy biến nhân vật độc đáo, dựa trên sự đa dạng về số lượng vũ khí cũng như kỹ năng đặc biệt, từ đó sẽ đem tới trải nghiệm phong phú cho chúng ta. Và vì là bản thử nghiệm, nên một số tính năng sẽ chưa thể sử dụng. Bạn chỉ có thể tận hưởng một số tính năng cơ bản, như là nâng cấp sức mạnh quản lý tài nguyên công trình bổ sung,
Bên cạnh việc tham gia chế độ chơi như là cốt truyện leo tháp, run. Đây là phiên bản di động của tựa game nhập vai nổi tiếng cùng tên do Good và Koei Tecmo đồng sản xuất, áp dụng công nghệ đồ họa mới nhất của Sony Game. Người chơi sẽ có một trải nghiệm cực kỳ ấn tượng và đặc sắc bởi tính chân thực đến tận chi tiết của nó. Theo đó, nhân vật chính của chúng ta là một truyền nhân của thuật giả kim, với hy vọng sẽ truyền bá thuật giả kim bị lãng quên ra ngoài thế giới. Đồng hành cùng cô nàng sẽ có 3 nhân vật bản thân, với mỗi người là một tính cách điểm độc đáo riêng, và họ sẽ cùng với nhau vượt qua những khó khăn, tiếp tục hành trình gian nan đầy cạm bẫy trong game. Trò chơi sẽ bao gồm rất nhiều trận đấu PV hấp dẫn, lẫn phần chơi PP để giành lấy phần thưởng tuyệt vời, hoặc cũng có thể thảnh thơi đào bới chồng trò câu cá, hay đơn giản là khám phá cảnh đẹp trong game một cách đầy thư giãn. Vậy nên với đội ngũ nhân viên làm game vô cùng chất lượng, cùng hai nhà phát triển là Akatsuki và Koei Tecmo, thì bạn có thể yên tâm về chất lượng của game. Và rào cản duy nhất hiện tại game mới chỉ có mặt tại Nhật Bản, và những thông tin cho bản game Global vẫn chưa được hãng công bố bao giờ thì mới ra mắt. Và như thường lệ, link tải game mình đã để sẵn bên dưới phần mô tả. Vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like, video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.